Rạng Đông Supermarket, ngôi chợ mới cho người Việt làm chủ, khang trang, sạch đẹp, hàng hóa sắp xếp ngăn nắp, dễ tìm, dễ kiếm, rau củ quả tươi mới mỗi ngày. Hàng sale của Rạng Đông Supermarket tuần này như sau: tôm làm bánh xèo có đầu 6.99 cho 4 pound, tôm làm bánh xèo không đầu 8.99 cho 4 pound, nước tương Pháp chai lớn 14.99 một chai, bò bắp 2.99 một pound, sườn heo non 1.59 một pound, sườn cốt lết 1.79 một pound, cải xanh non 1.09 một pound, sữa đặc Vinamilk 89 cent một hộp, cà phê Vina 3 trong 1 1.99 một gói, hồng giòn 3.99 một thùng 40 pounds, cá rô sống organic 4.29 một pound. Trong tháng khai trương, Rạng Đông Supermarket sale rất nhiều mặt hàng cùng với nhiều quà tặng hấp dẫn. Ngoài ra, chúng tôi có tặng lịch năm 2018. Siêu thị Rạng Đông 9380 Warner Avenue, Fountain Valley, Cali 92708, trên đường Warner góc Warner và Bushrat. Điện thoại 714-369-2438. Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rạng Đông Supermarket kính mời.